nếu mà mình không đủ tỉnh táo, không cái bản lĩnh của mình không đủ mạnh để mà mình nói là dừng lại, mình đã bỏ rơi mất cái gì, thì chúng ta sẽ đi luôn. Bởi vậy đôi khi là tình yêu thì quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một phần quan trọng trong 1000 những thứ quan trọng khác trong cuộc sống.